chiến lược số 4 thì ít nhất là Thúy Kim đã từng nói đi nói lại rất là nhiều lần nha cả nhà, đó là anh chị là nhà đầu tư bất động sản mới thì phải đảm bảo là có lời ngay khi mua nha, lời ngay khi mua nha cả nhà, không bao giờ mua bằng giá thị trường. Thậm chí là có nhiều trường hợp mà bạn bè của Thúy, những người khách hàng mà Thúy biết là mua giá trong tương lai nữa. Còn đối với bản thân Thúy đã đầu tư cũng rất là nhiều giao dịch bất động sản và Thúy luôn giữ cái nguyên tắc đó là có lời ngay khi mua. Nếu mà lúc mua đó bằng giá thị trường là không bao giờ Thúy đầu tư, chắc chắn một điều như vậy. Và để mà có lời ngay từ khi mua, nó đòi hỏi hai yếu tố. Thứ nhất là mình phải biết định giá bất động sản nha, mình phải biết định giá bất động sản, mình phải am hiểu khu vực đó và mình phải biết định giá thì mình mới biết giá như thế nào để mình mua gọi là có lời. Chứ nếu mà anh chị không biết định giá thì sẽ không biết giá thế nào là đắt, thế nào là rẻ. Do đó để định giá bất động sản, nhà Thúy và Hoàng cũng có làm riêng một cái live stream, nghĩa là hướng dẫn cả nhà cách định giá bất động sản nha, cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả. Do đó để mà đầu tư bất động sản hiệu quả, để thực hiện tốt cái việc mà có lời ngay từ khi mua, có lời ngay từ lúc mua theo cái chiến lược số 4 này, thì đòi hỏi là anh chị các bạn định giá bất động sản. Rồi thứ hai đó là phải có kỹ năng đàm phán. Không phải có những người, thực tế thấy rất là nhiều, ví dụ như lô đất đó là chủ bán là rao bán là 2 tỷ mà có người thương lượng trả 1.8 tỷ, không bao giờ mua được, chủ không bao giờ bán 1.8 tỷ mà có người mua được tiền 1.7 tỷ luôn đó, anh chị tin không? Có người thì trả 1.8 tỷ mà mua không được, chủ không bán, mà có người thì mua được giá 1.6 tỷ 1.7 tỷ luôn. Là thực tế là Thúy cũng đã từng thực hiện, từng áp dụng, và nhiều khách hàng, nhiều người Thúy quen biết cũng đã đầu tư có lời ngay từ lúc mua như vậy. Thì cái việc mà kỹ năng đàm phán, cái việc mà chúng ta biết đàm phán cũng gọi là một nghệ thuật đó nha cả nhà. Có những người muốn mua bất động sản đó mà gặp chủ cứ chê thôi à, cứ vô căn nhà, vô lô đất cứ chê để nghĩ là ép giá. Bản thân Thúy không bao giờ chê, không bao giờ ép giá nha cả nhà, nhưng mà chúng ta biết cách gọi là mình am hiểu về sản phẩm, mình am hiểu về giá cả thị trường, và quan trọng hơn hết là cái cách giao tiếp, cái cách chúng ta nói chuyện làm thế nào để tạo sự đồng cảm với bên bán. Chứ không phải mình vô mình gặp chủ mình cứ chê là chắc chắn bản thân Thúy, nếu như Thúy có bất động sản mà anh chị người mua mà gặp mình cứ chê để ép giá thì Thúy cũng sẽ không bao giờ bán nha. Do đó là cũng là cả một nghệ thuật, cả một cái kỹ năng, và để mà có kỹ năng đàm phán đó thì cũng bản thân Thúy trong nghề thì Thúy cũng liên tục học hỏi, cập nhật và thực hiện rất là nhiều giao dịch rồi, hàng trăm giao dịch rồi, thì Thúy thấy rằng cái việc có lời ngay từ lúc mua là quan trọng nhất. Dù cho thị trường trầm lắng, người người có thể cắt lỗ 20-30% mà bản thân mình thì xác định là đã đầu tư là dài hạn. Thứ hai là bất động sản đã mua rẻ hơn thị trường thường thì nó cũng tầm 20% rồi, nên cái cơ hội mà chúng ta chắc chắn trong đầu tư bất động sản là có, là cao nha anh chị. Còn nếu mà mình không biết định giá bất động sản, mình mua theo cái lời chào của người khác, người ta chào như thế nào mình mua như thế đó, hoặc là rẻ hơn một tí, thì cái rẻ hơn của mình đôi khi còn cao hơn cái giá thị trường anh chị nha. Nếu mà mình không biết định giá thì nó có thể là cao hơn giá thị trường. Rồi cái kỹ năng đàm phán nữa, nếu mà chúng ta không biết đàm phán thì cũng rất là khó mua được giá tốt. Và bản thân Thúy trong 6 năm qua đầu tư bất động sản thì xác định cái nguyên tắc quan trọng nhất đó là thực hiện cái chiến lược có lời ngay từ lúc mua, bằng giá thị trường thì Thúy sẽ không bao giờ mua. Và để mà thực hiện được điều đó thì đương nhiên Thúy là người am hiểu thị trường, am hiểu cái thị trường, cái phân khúc mà mình mua, cái thị trường mà mình mua nha, và biết những cái nguyên tắc định giá bất động sản là như thế nào, cũng như là những cái kỹ năng đàm phán giúp cho mình có lời ngay từ lúc mua nha anh chị. Bởi vì đó là lý do mà có nhiều khách hàng Thúy là sao bất động sản của anh chị bán hoài bán không ra, bán lỗ luôn mà cũng bán không ra, là nó vi phạm cái chiến lược này, nó là mình mua cao hơn giá thị trường nha anh chị. Rồi cũng như có Thúy có người bạn ở Nha Trang mua bất động sản từ năm 2022 là 10 tỷ nhưng mà thực ra là cái bất động sản đó nó trị giá có 5 tỷ thôi, nhưng mà thời kỳ sốt á, rồi bên bán là
đảm bảo là sẽ bao lên thổ cư bao nhiêu mét vuông đó cho lô đó, thì bạn khi mà thị trường sốt thì mình gọi là tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội, thì 10 tỷ đó cũng là hai ba người hùng với nhau chứ cũng không phải một người mua, thì mua cái lô đất đó là mức tiêu giá tương lai nha cả nhà. Cái đó là vi phạm cái chiến lược này. Ví dụ như bất động sản nó có 5 tỷ mà bên bán là cam kết sẽ lên 500 mét vuông thổ cư, nhưng cái quan trọng là trong cái hợp đồng không có ghi cụ thể cái thời lên thổ cư là khi nào. Cả nhà nhớ nghe, trong cái hợp đồng, trong tất cả các giấy tờ văn bản thì càng rõ ràng thì càng sẽ bảo vệ quyền lợi của nhau.